Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đứng ở đây, ở phía sau tôi, đây chính là Tòa Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Berlin. Và tại đây cũng vừa xảy ra một sự kiện, sự việc mà làm xôn xao dư luận trong cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như trên truyền thông của quốc tế. Đó là việc ông Đại sứ Việt Nam tại Đức, trong thời gian vừa qua, ông đã có cái chuyến công du đến Đức để làm cái việc đó là làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thay ông Nguyễn Minh Vũ. Và ông có một cái hành động mà đã đem đến cái bức xúc cho cộng đồng, đó là việc ông đã đem một con mèo có tên là Tennis và ông đã đặt cách cho nó một cái khoang gọi là vé hạng C trên máy bay, tức là hạng cấp cao giá vài ngàn đô la để có thể chở con mèo từ Hà Nội sang đây để ông tiếp tục sống với nó. Và cái điều đó không bất ngờ nếu như cái việc mà tuyên bố của hãng Bamboo Airways đưa ra trên trang web của mình, đó là việc họ bị nghiêm cấm, tức là họ không có được phép chuyên chở các loại động vật hoang dã, thú cưng, tất cả các loại động vật đó không được phép đi trên các chuyến máy bay của hãng Bamboo Airways từ trong nước ra nước ngoài cũng như trong ngay tại Việt Nam, và điều đó là cấm tuyệt đối. Thế nhưng dường như ông đại sứ của Việt Nam tại Đức hiện nay có một quyền lực rất lớn và ông ta đã đưa được con mèo này trên chiếc máy bay đó, và ông ta dành riêng một cái khoang ghế hạng C cấp cao để đưa con mèo bay sang Đức. Và đây thì rõ ràng là một cái hành động mà vi phạm cái quy định an toàn của hàng không của hãng Bamboo Airways, của Bộ Giao thông Vận tải, mà người đứng hơn nữa là ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, và trên nữa thì đó là ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phải chịu trách nhiệm cho hành động hành pháp của mình và phải kiểm tra những cái thông tin cụ thể hơn trong thời gian sắp tới. Đây là điều rất bất ngờ và đã đưa đến bức xúc trong dư luận trong và ngoài nước, đã được chia sẻ trên trang Facebook. Nhà bình luận Ngô Phương cũng chia sẻ những cái ý kiến của mình khi chứng kiến cái cảnh chớ trêu này, khi mà những người đồng hương của họ là những người Việt Nam về phép sau một thời gian xa cách quê hương, sau một thời gian bị cách ly vì Covid, họ đã phải rất vất vả, khốn khổ, chen chúc đi trong những chuyến máy bay giá cao, bị chặt chém bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì nay dường như con mèo của ông đại sứ lại được ưu tiên hơn rất nhiều, đó là dành chọn một cái khoang hạng C cho thương gia để chở một cái lồng đặt một con mèo. Và điều khác nữa là bản thân hãng hàng không Bamboo Airways đã đưa ra quy định cấm chuyên chở động vật tại các khoang hành lý cũng như khoang hành khách. Nhưng ông đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh vẫn làm. Đây phải nói rằng ông có quyền lực rất lớn, bao trùm lên cả những công ty hàng không như thế. Và nhà bình luận Ngô Phương nói rằng Bamboo Airways đã phân biệt hành khách ưu tiên cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Vũ Quang Minh, hiện là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, trong chuyến bay vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 từ Việt Nam đi Frankfurt đi công tác. Ông Minh mang cả thú cưng lên hạng thương gia, mặc dù theo quy định hiện tại là hoàn toàn không cho phép điều đó. Và nhà bình luận này cũng đặt câu hỏi Bamboo Airways cần giải thích rõ việc này cho người dân Việt Nam. Tại sao lại như vậy khi đối xử với một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ở hàm thứ trưởng? Có việc phân biệt và đối xử với hành khách hay không là câu hỏi được đặt ra. Khi để hành khách mang thú cưng lên khoang hành khách, trong khi quy định hiện tại của hãng là chưa cung cấp dịch vụ vận chuyển động vật sống, bao gồm dịch vụ vận chuyển động vật cảnh theo hành lý ký gửi và khoang hành khách trên máy bay. Việc phân biệt đối xử là một sự coi thường hành khách đã gắn bó ủng hộ hãng, cũng như coi thường chính nguyên tắc của hãng hàng không Bamboo Airways. Và việc lạm dụng chức vụ để lấy đặc cách cũng là nan đề tạo nên bất công và sự bất bình đẳng trong xã hội, cần được chấn chỉnh và lên án kịp thời. Dù bạn là ai thì cũng phải có sự công bằng như nhau trong cung cấp dịch vụ, mà đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ phục vụ cộng đồng quốc tế.
Bà nói tiếp, quốc thể là đây chứ đâu, kính thưa ông đại sứ. Chúng tôi có liên hệ với ông Vũ Quang Minh để được làm rõ sự việc, thì được ông trả lời là TNS không phải là thú cưng đâu ạ. Bạn ấy là chuyên trách xử lý quan hệ với chuột của cơ quan. Và bà ghi chú thêm, TNS là tên thú cưng của ngài đại sứ, là tên của con mèo. Với việc cộng đồng trong và ngoài nước phản ứng như vậy, thì cũng rất nhiều bình luận đã được đưa ra chỉ trích về việc này khi ông đại sứ mang con mèo của mình vi phạm quy định an toàn bay hàng không quốc tế của hãng Bamboo Airways để có thể mang con mèo này từ Việt Nam sang Đức. Tất nhiên, việc mang theo con mèo này thì phải có sự đồng ý và sự tiếp tay của hãng Bamboo Airways, nơi một tỷ phú Trịnh Văn Quyết vừa bị bắt trước đó. Được biết, con mèo quý này của ông đại sứ Vũ Quang Minh mua ở Anh khi ông làm việc tại đây và luôn được ông rất cưng chiều. Nhiều bạn đọc sau khi xem những hình ảnh chia sẻ của con mèo được đặt cách nằm trong một cái khoang hạng C của hãng Bamboo Airways bay từ Hà Nội sang Đức, họ đã nói lên những bức xúc của mình. Và đây là một trong những chia sẻ mà một bạn khác đã chia sẻ như sau. Bạn David Nguyễn Minh thì nói rằng, bộ trưởng thì cho xe ra tận chân cầu thang máy bay đón vợ con, đại sứ thì cho thú cưng đi đặc cách hạng thương gia, và còn rất nhiều thể loại quái dị ở xứ sở này. Và quả thật, bình luận của bạn David Nguyễn không hề sai, khi thời gian vừa qua, dư luận đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh phản cảm của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam khi họ đặc cách cho vợ con và rất nhiều những công ty sân sau để tham nhũng, hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn, bị ông Nguyễn Phú Trọng cho vào lò ngay một nhiều. Và việc ông đại sứ Việt Nam tại Đức đưa con mèo đặc cách lên chuyến bay đó khi không được phép của hãng hàng không Bamboo Airways mà họ đã ghi chính vào trong cái quy định của mình, thì đấy là một sự lạm dụng quyền lực rất lớn. Một bạn khác thì nói rằng, bạn Bô Linh thì nói rằng, bố mày là pháp luật nhé, bọn dân đen cứ lắm chuyện. Thì quả thật, trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều người dân Việt Nam rất khốn khổ trong thời đại dịch Covid-19. Họ phải nai lưng ra đi làm nhiều công việc khác nhau với đồng lương rất thấp và vật giá thì leo thang, nhưng liên tục bị các quan chức của đảng, bị công an chấn lột, nạt họ và buộc phải nộp tiền mãi lộ thì mới cho xe hoặc là những cái hoạt động của họ kinh doanh được tiếp tục. Bạn Trần Quang Long thì nói rằng, mèo của nước Đức không bắt được chuột Việt Nam nên phải mang theo mèo Việt Cộng. Thì đây cũng có thể là một câu nói ám chỉ về việc những con chuột này thì không phải là chuột nghĩa đen mà đây là nghĩa bóng. Vì thời gian vừa qua, tôi và sứ quán và rất là nhiều những cái thông tin phản ánh khác nói rằng những cái dịch vụ tại các sứ quán này rất kém, quan liêu trong vấn đề phục vụ người dân, cái nơi mà đáng nhẽ họ phải làm vì đã dùng tiền thuế của dân để trả lương cho họ. Mà bên cạnh đó, họ còn nhũng nhiễu và tìm mọi cách để có thể thu thêm rất nhiều những lệ phí khác nhau. Và bản thân, nhiều người Việt Nam ở Đức, ở châu Âu đã gặp hoàn cảnh này khi đến làm thủ tục các hộ chiếu, visa tại Sứ quán Việt Nam, tại Đức cũng như tại Pháp và nhiều nước khác. Phải chăng đây là những con chuột cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống? Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam thì trước đến nay vẫn kêu gào là đảng viên thì phải gương mẫu, cần kiệm, liêm chính và phải thực hiện theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, những điều mà ông đại sứ Vũ Quang Minh thực hiện trong thời gian ngay bắt bước chân sang Đức để nhận nhiệm kỳ đại sứ của mình ở Berlin, ông đã vi phạm ngay cái quy định và pháp luật. Mà chính người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam của ông luôn luôn đòi hỏi ở các đảng viên của mình. Ông đại sứ Vũ Quang Minh có mối quan hệ rất rộng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như cũng chẳng làm gì được ông.
khi ông Minh thì ở rất xa, mà ông Nguyễn Phú Trọng thì lại quá già. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Lê Trung Khoa, Thời báo.de.